Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 2. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 2, bài số 1. Cho biết số học sinh ở 4 trường như sau. Trường Lê Lại là 756 học sinh. Trường Quang Trung là 819 học sinh. Trường Nguyễn Trãi là 831 học sinh. Trường Nguyễn Siêu là 745 học sinh. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Trường chấm chấm có ít học sinh nhất. Như vậy chúng ta sẽ so sánh bốn con số này. Như vậy là bốn con số này đều là số có 3 chữ số. Chúng ta sẽ so sánh cái hàng trăm trước. Đây là 7, đây là 8, đây là 8, đây là 7. Như vậy người ta yêu cầu là có ít học sinh nhất. Như vậy là hai cái hàng trăm 8 bỏ đi. Chúng ta chỉ quan tâm đến hai cái này. Chúng ta so sánh hai cái này. Đây là hàng chục là 5, cái này hàng chục là 4. Như vậy là trường này nhỏ nhất, ít nhất, trường Nguyễn Siêu. Câu B, trường chấm chấm có nhiều học sinh nhất. Như vậy là hai cái hàng trăm 7 bỏ đi. Chúng ta quan tâm tới hai cái này. Hai cái này thì chúng ta sẽ có cái hàng trăm là 88, hàng chục là 1, hàng chục là 3. Như vậy trường Nguyễn Trãi nhiều nhất. Chúng ta qua câu C. Viết tay các trường theo thứ tự là số học sinh từ bé đến lớn. Như vậy là bé nhất đúng không? Bé nhất là Nguyễn Siêu, mới nãy là chúng ta đã có rồi. Rồi tiếp theo là cái hàng trăm 7 là Lê Lợi. Rồi tới là trường Quang Trung. Ở trường cuối cùng là Nguyễn Trãi. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Viết số thành tổng theo mẫu. 257 bằng là con số 2 ở hàng trăm là 200, con số 5 ở hàng chục là 50, con số 7 ở hàng đơn vị là số 7. Cái này là số 3 ở hàng trăm là 300 này. Cộng số 7 ở hàng chục là 7, 70 là 70 á. Cộng với lại là 4. Số 4 hàng trăm là 400. Cộng với lại con số 0 ở hàng chục là bỏ, chúng ta không cần viết, chúng ta chuyển qua con số 5 luôn. Này là hàng trăm là 8, 800 cộng với là 20 cộng với là 2 đơn vị. Cái này là 600. Cộng với là 80, cái hàng đơn vị số 0 này khỏi cần. Này là 500 cộng với là 50 cộng với là 5 đơn vị. Cái này là 900 cộng với là 90 cộng với là 6 đơn vị. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Nói công voi với thùng nước thích hợp thay mẫu. Này là 500 ta cộng với 90 bằng 590, nấu vào đây. 400 ta cộng 40 cộng 4 là bằng 444, cái này vào đây. 600 ta cộng với 7 là 607. 700 ta cộng 80 cộng với lại là 8 là 788. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. 300 ta cộng với lại là 50. 50 là bằng là 350. 800 40. Như vậy cái này là hàng đơn vị là 3, như vậy chỗ này là con số 3. Này là 300 là 3 nè, còn này là 50 là đây. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Người ta cho là ba cái thẻ là con số 2, số 3 và số 4. Các số có 3 chữ số lập được từ 3 thẻ trên là. Như vậy chúng ta sẽ có là 234 này. Được không? 234. Đảo lại con số 3 đứng trước
À, bây giờ nó qua chút ra sao? 4 lên trước. 2 4 3. Được. Như vậy thì trong này thì hàng trăm là đứng hàng trăm số 2 đứng đầu tiên thì nó, chúng ta có hai số. Được. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ hàng trăm số 3 là đứng đầu tiên. 3 2 4 đảo lại là 3 4 2. Và hàng trăm là 3 nó cũng có hai số. Tới hàng trăm 4 là 4 2 3 và 4 3 2. À. Câu B, tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số lập được ở câu A. Như vậy chúng ta xem số nào là số lớn nhất và số nào là số bé nhất. Như vậy là đây là số bé nhất và đây là số lớn nhất, thầy đã viết nó theo luôn rồi. À. Thầy thường thường thầy viết cái dạng này á, thầy viết từ nhỏ tới lớn. À. Tại vì cái hàng trăm đây là hàng trăm hai, à, rồi tới hàng trăm ba, rồi tới hàng trăm bốn. À. Đây chúng ta sẽ tổng, tổng là cộng, à, tổng là cộng có nghĩa là ta lấy 234 ta cộng với lại là 430 12. Rồi chúng ta cộng lại, chúng ta nhẩm là hàng đơn vị với hàng đơn vị là 4 cộng 2 là bằng 6 này. À, chúng ta lưu ra đây. 3 cộng 3 là bằng là hàng đơn, hàng chục với hàng chục là 3 cộng 3 là bằng 6 này. Và hàng trăm là 2 ta cộng 4 là bằng là 6. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đọc sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.